Mình đang dán mẻ nem đầu tiên và đã được một mẻ nem đầu tiên. Mời các bạn cùng xem nhé, rất là màu cũng rất đẹp nhé. Các bạn chỉ cần dán khoảng độ 2 phút. Dầu các bạn nên nhớ là đừng có để to quá nhé. Các bạn để to quá thì nó sẽ rất nhanh cháy nem. Nhưng nếu các bạn để nhỏ quá thì nem nó cũng sẽ không được đẹp, vì nó không đốt cháy hết các cái nước ở trong nem nó chảy ra, thì nó sẽ làm cho nem nó bị đen. Và mình cũng quên rằng hồi nãy mình chưa chia sẻ đó là cái nem này là chúng ta có thể dán ở nhiệt độ là 190 đến 200 độ C. Và các bạn nên lúc dán nem các bạn nên đổ đầy một tí. Có nghĩa là dầu nó phải lút nem thì nem nó mới đẹp được và ngon. Có một vấn đề này nữa mình cũng chia sẻ đấy là trước khi các bạn trộn nhân nem trước khi cuốn, có nghĩa là lúc bạn trộn nhân nem, nếu các bạn không biết là mặn hay nhạt thì các bạn nên thử trước, có nghĩa là lúc trộn xong rồi các bạn hãy cho vào chảo dầu để mình thử xem là nó mặn hay nhạt. Nếu như mà nhạt thì các bạn có thể thêm muối, thêm các bạn đừng cho mặn quá, vì mặn quá thì lúc đấy mình rất là khó để chống mặn, cho nên là tốt nhất là các bạn cho lượng vừa phải, nhạt thôi, để sau đấy mình nếu như nhạt quá thì mình có thể thêm nước mắm hoặc gia vị thêm thì nó dễ hơn. Mình đã làm thế này thì nó quen rồi, theo công thức rồi, cho nên là không cần phải thử, thì ngày nào mình cũng làm với mức đấy, có nghĩa là hai cân thịt xay và đấy một cân cà rốt lúc nãy, hai cân thịt xay và một cân cà rốt. Các bạn thử xem nem cũng không đến nỗi xấu chứ. Bây giờ mình sẽ gắp chỗ nem này ra một chỗ khác để nem.